Thưa quý vị và các bạn, hải sản là một loại thực phẩm rất là ưa chuộng hiện nay vì những món từ hải sản là những món ăn rất giàu giá trị dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, những loại hải sản mà chúng ta vẫn từng ăn tại những cái thành phố lớn mà không gần biển thì chủ yếu đã qua bảo quản và qua ướp lạnh. Vì vậy nên nó cũng đã bị mất đi rất nhiều giá trị dinh dưỡng và cũng ảnh hưởng đến chất lượng của chúng. Trong chương trình Ngon và Lành ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với khu vực nhà nổi của huyện đảo Cát Bà để cùng với chúng tôi thưởng thức những món hải sản tươi sống và cùng so sánh xem hương vị của chúng khác như thế nào so với những loại hải sản đã qua bảo quản. Hải sản là nguồn thực phẩm quan trọng cho một chế độ ăn uống khỏe mạnh. Trong hải sản chứa vitamin và khoáng chất tự nhiên, các axit béo omega 3, hàm lượng chất béo bão hòa thấp. Nguồn axit béo omega 3 có trong hải sản giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch, làm giảm hàm lượng chất béo trong máu, giảm nồng độ cholesterol xấu trong cơ thể. Do đó, để phòng tránh các bệnh tim mạch, chúng ta nên ăn các loại hải sản từ 2 lần một tuần trở lên. Trong các loại hải sản, rất giàu chất khoáng sắt và kẽm. Đó là những nguyên liệu giúp sản sinh ra máu, giúp phòng và chữa bệnh thiếu máu. Nếu chúng ta thường xuyên ăn hải sản, sẽ giúp tăng nồng độ hemoglobin của cơ thể. Chính vì vậy, một chế độ ăn uống cân bằng, bao gồm nhiều loại hải sản, có thể bảo đảm cho trái tim khỏe mạnh ở người lớn, giúp trẻ em tăng trưởng nhanh và phát triển hợp lý. Hải sản là nguồn cung cấp chất đạm tốt cho cơ thể. Khoa học về dinh dưỡng cho biết, hải sản cung cấp lượng protein rất lớn, có lợi cho sức khỏe. Hơn nữa, protein trong hải sản có chất lượng cao, giúp làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, lại dễ ăn, dễ tiêu hóa. Hải sản mang lại rất nhiều lợi ích về dinh dưỡng, nhưng hải sản chỉ giữ được giá trị dinh dưỡng nếu còn tươi sống. Trong hải sản thì có rất nhiều các loại mà protein, lipid nhưng mà nó lại nghèo calo. Tức là nó không năng lượng nó không cao. Cho nên nó rất tốt cho cái người mà cần bổ sung đạm, bổ sung chất béo mà không cần nhiều lắm về mặt calo. Về nguyên tắc các chất dinh dưỡng, các thực phẩm thì đều có nhiều chất dinh dưỡng. Hải sản cũng tương tự. Thì nó có chất đạm. Trong đạm của hải sản ấy, đạm tức là protein thì nó có cái axit glutamate. Glutamate là một trong 20 loại axit amin cần thiết con người không thể tổng hợp được mà phải lấy từ thực phẩm bên ngoài. Với những lợi thế về dinh dưỡng của mình, hải sản là nguồn thực phẩm ngày càng trở nên hấp dẫn và được các nhà khoa học, chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ khuyến cáo ăn để phòng chống bệnh tật. Tuy nhiên, phần lớn người dân chỉ quan tâm đến giá trị dinh dưỡng của các loại thủy hải sản nói chung, mà không biết rằng nói đến giá trị dinh dưỡng của hải sản là nói đến hải sản tươi sống, nuôi trồng ở môi trường sạch. Những loại hải sản tươi sống này có mùi vị và giá trị dinh dưỡng rất khác so với những loại hải sản đã qua bảo quản. Thưa quý vị và các bạn, được về với vùng biển, được tự tay bắt những loại hải sản tươi sống qua sơ chế, chế biến và thưởng thức ngay tại bàn thì còn là một điều rất là thú vị. Những loại hải sản này chỉ cần qua những cái bước chế biến rất đơn giản với những món như là luộc và hấp, không cần những loại nguyên liệu và những loại gia vị cầu kỳ để tạo nên hương vị, chúng vẫn tạo ra được những món ăn hải sản rất là thơm ngon và bổ dưỡng. Và điều quan trọng nhất là những loại hải sản tươi sống này thì nó sẽ có và nó sẽ giữ được tất cả những cái giá trị dinh dưỡng vốn có của mình. Là hai cái hoàn toàn khác nhau. Sản thủy sản tươi sống bao giờ nó giữ được cái nguyên thủy, cái tự nhiên của nó. Thế nó có các chỉ tiêu, ví dụ như chỉ tiêu về chất đạm, chỉ tiêu về mùi, chỉ tiêu về vị, đặc biệt là các chỉ tiêu về các chất dinh dưỡng. Thế còn trong quá trình anh bảo quản lạnh là nó đã mất đi một cái tỷ lệ nhất định, đặc biệt là các chất dễ bị mất, ví dụ như các cái chất aroma, người ta gọi là các chất mùi vị ấy. Thì anh bảo quản lạnh như thế là nó hết rồi.
hiện nay, những người dân sống ở vùng ven biển mới có cơ hội ăn hải sản tươi sống. Còn tại những thành phố lớn, các tỉnh không giáp biển, hầu hết mọi người phải ăn hải sản đã chết hoặc đã qua bảo quản ướp lạnh. Chúng ta có thể mua hải sản ướp đá ngoài chợ, siêu thị về chế biến và ăn vì nghĩ rằng chúng tốt cho sức khỏe. Do nhu cầu của thị trường lớn, một loạt các nhà hàng hải sản cũng thi nhau được mọc lên. Thực khách chỉ cần gọi món, ít phút sau, nhà hàng sẽ đưa lên những món ăn từ hải sản thơm ngon, hấp dẫn. Trên thực tế, những loại hải sản đã chết, dù có được bảo quản kỹ đến đâu, cũng bị mất đi rất nhiều giá trị dinh dưỡng. Trong nhiều trường hợp, chúng còn khiến người sử dụng lợi bất cập hại. Ta biết là các chất đạm, cấu trúc của chất đạm thủy sản ấy, là rất dễ bị phân hủy khi nó bị lên khỏi mặt nước hoặc là khi nó ngừng thở. Đấy, cấu trúc nó lỏng lẻo, dễ bị phân giải. Mà ta biết là các chất đạm bị phân giải sẽ tạo thành các chất trung gian hóa học. Đấy, hoặc là các chất trung gian. Đấy, ví dụ như tạo thành histamine, đấy, tạo thành một số các chất axit amin trung gian. Thế thì khi nó thiếu oxy cái và khi nó bị chết cái thì nếu ở nhiệt độ thông thường trên 15 độ là nó bắt đầu phân giải rồi. Hải sản đông lạnh nếu không được bảo quản tốt sẽ bị nhiễm vi sinh vật, gây bệnh viêm ruột cho người sử dụng. Thời tiết đang bắt đầu vào hè, hải sản càng dễ bị phân hủy. Để bảo quản và vận chuyển đi tiêu thụ, ngư dân thường dùng phương pháp ướp lạnh. Tuy nhiên, phương pháp này không thực sự an toàn, không giúp giữ được giá trị của các loại hải sản. Nếu mà ở cái thị trường này, nếu mà đã sống thì là đang bơi, hoặc là chết thì chết tươi, còn lóng lánh. Còn nếu mà đã về ướp lại, dùng thùng đá thì là hàng ướp lại, nó rẻ tiền hơn. Ăn chất lượng nó thì cũng phải kém. Cái việc bảo quản đông lạnh hiện tại trên thực tế ở Việt Nam thì phần lớn là sử dụng là trong nước đá hoặc là sử dụng là bảo quản trong ngăn tủ lạnh. Tuy nhiên thì một cái yếu tố ảnh hưởng rất là lớn ngoài nhiệt độ ra thì có cái điều kiện bảo quản. Vì bản thân cái nước đá, nếu như cái nước đá đấy không đảm bảo về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm thì nước đá sẽ là cái nguồn gây ô nhiễm vi sinh vật cũng như các cái hóa chất độc hại khác, làm tăng lên cái quá trình biến chất của thủy hải sản và giảm chất lượng. Thế còn nếu anh bảo quản lạnh mà bị ngắt quãng do quá trình vận chuyển thì lại rất nguy hiểm cho người tiêu dùng. Đấy, ví dụ như cá nục, anh ở Vũng Tàu, anh bắt đầu khai thác được thì anh bảo quản lạnh thì tốt. Nhưng trong quá trình vận chuyển anh lại hết đá. Đấy, thì anh lại có khoảng độ 30 phút đến một vài tiếng mất lạnh. Lên đến Sài Gòn thì do nhà vận chuyển để đảm bảo cho cái người tiếp nhận người ta tin tưởng thì lại mua thêm đá đổ vào. Thì cái sản phẩm như thế chính là nguyên nhân gây nên các vụ ngộ độc đồng loạt. Thời gian gần đây, thông tin nhiều người kinh doanh thực phẩm, thủy hải sản tươi sống đã sử dụng phân ure trộn với đá, thuốc tẩy da ven để giữ hải sản tươi lâu, dễ bán hơn, đã khiến nhiều người lo ngại. Hải sản bảo quản bằng hóa chất, dù đã chết nhưng vẫn giữ được độ tươi, ngon, đánh lừa được cảm quan của người mua hàng. Trên thực tế, ăn hải sản bảo quản bằng hóa chất còn nguy hiểm hơn rất nhiều việc ăn những loại hải sản qua ướp lạnh. Ví dụ, khi sử dụng đạm ure tẩm ướp, bảo quản hải sản, đạm ure sẽ ngấm trực tiếp vào cá. Sau đó, dù có được rửa đi rửa lại bao nhiêu lần, vẫn không loại bỏ được hết các dẫn xuất độc hại của ure đã ngấm sâu vào thực phẩm. Trong cơ thể người, nếu lượng ure quá mức, có thể gây giảm hoạt động của tuyến giáp, rối loạn máu ác tính, rối loạn thần kinh. Ngoài ra, ure có thể chứa các thành phần nguy hiểm như kim loại nặng gây ngộ độc, nhẹ là chóng mặt, đau bụng, nặng hơn sẽ nôn mửa, tiêu chảy, trường hợp cấp cứu không kịp thì tử vong.
Vì trong bảo quản lạnh như thế thì có thể người ta cho thêm các chất bảo quản nữa vào, chứ không phải chỉ có lạnh. Đấy, ví dụ như một số vụ mà làm ăn nó không chính đáng, người ta đi ra đánh bắt thủy sản thì đem theo phân đạm. Đấy, hoặc đem theo hàn the. Đấy là hai cái chất mà rất phổ biến trong đời sống cộng đồng, mặc dù là nó không được khuyến khích, không được cho phép. Đấy, và họ đánh được thủy sản đấy, họ dùng hàn the rắc ra lên, thế hoặc là dùng phân đạm để bảo quản. Ăn hải sản tươi sống được đánh bắt ở môi trường biển tự nhiên, không bị ô nhiễm là điều lý tưởng, vì chúng không chỉ ngon mà còn lành. Tuy nhiên, trừ những người đi du lịch biển, mua và ăn tại khu vực đánh bắt, nuôi trồng, thì rất ít người thực sự có cơ hội thưởng thức hải sản tươi sống. Do đó, ăn hải sản sao để đảm bảo sức khỏe cũng rất cần được quan tâm. Để hải sản thực sự phát huy được tác dụng của nó, chúng ta không nên ăn hải sản đã chết, vì chúng có thể sẽ có độc, và tránh mua những hải sản có màu sắc khác thường, vì có thể chúng sống ở những nơi ô nhiễm. Với hải sản đông đá, cũng phải được bảo quản ở một điều kiện tiêu chuẩn. Chúng ta cần mua tại những cơ sở đảm bảo uy tín để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Tốt nhất, chúng ta nên chọn hải sản tươi sống về để sơ chế và chế biến cho mọi người cùng thưởng thức. Khi ăn thủy sản thì một là nếu có điều kiện là mình mua thủy sản tươi sống, đấy, còn đang bơi. Đấy, thứ hai, nếu mua thủy sản mà đông lạnh thì phải xem cái bao bì đông lạnh đó nó có còn nguyên hay không, của hãng nào, đã được chứng nhận tiêu chuẩn của ngành nông nghiệp thủy sản chưa. Thế còn nếu mà thủy sản mà trở lên bằng bảo quản đá mới bảo quản ấy thì mình phải hoàn toàn tin vào người vận chuyển và người cung ứng. Chứ còn nếu mà phải là quen. Đấy. Thế và trước khi ăn, ví dụ nếu sử dụng các thủy sản đó cho số đông, ví dụ hàng nghìn người như các khu công nghiệp ở Đồng Nai, ở Bình Dương, đấy, ở Bình Phước, đấy, thì nên có cái kiểm tra. Hải sản tươi sống là một trong những món ăn ngon, giàu dinh dưỡng nhất mà hầu như ai cũng thích. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ là điều đó chỉ có giá trị trong điều kiện hải sản đó tươi sống và được đánh bắt, nuôi trồng trong môi trường sạch. Hải sản đã qua bảo quản không những bị mất đi rất nhiều giá trị dinh dưỡng mà nó còn có thể gây ngộ độc. Việc sử dụng gia vị trong chế biến chỉ là để đánh lừa vị giác. Chúng ta nên chọn mua hải sản tươi sống về chế biến và thưởng thức. Không nên mua hải sản đã qua bảo quản. Nếu có thể thì mua hải sản tươi về và bảo quản tại nhà để có thể sử dụng trong thời gian nhất định.